Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cách tiếp cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đang khiến Israel bị tổn hại thay vì giúp ích cho Israel, đồng thời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Biden cho rằng Thủ tướng Netanyahu có quyền bảo vệ Israel nhưng phải quan tâm hơn tới những người vô tội thiệt mạng do những hành động được triển khai ở dải Gaza. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza, mặc dù tiến trình đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc. Khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3, ông Biden bày tỏ tin tưởng rằng đây vẫn là mục tiêu khả thi. Liên quan hoạt động viện trợ nhân đạo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo tàu của quân đội Mỹ đã lên đường tới Đông Địa Trung Hải nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza qua đường biển. Cũng trong ngày 9 tháng 3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo của Israel và Mỹ đã gặp nhau trong nỗ lực nhằm thúc đẩy một thỏa thuận trả tự do cho con tin đang bị giam giữ tại dải Gaza. Tuyên bố khẳng định Israel vẫn đang duy trì liên lạc và hợp tác với các bên trung gian nhằm thu hẹp bất đồng và đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ngày 9 tháng 3 đã kêu gọi chấm dứt chiến sự, thả con tin và cho phép tiếp cận những người Palestine bị giam giữ.